Một mảnh đất vườn á chị ha, gần 600 mét vuông à. Có sẵn nhà luôn. Nói chung là nhà thì vườn không nhà trống á chị à. Bây giờ là đang chủ đang kẹt tiền á chị nha. Ở nhà này rồi, bảo điều bất sản xin mến chào cô chú chị mình nha. Hiện tại Điền đang có mặt ở đây là ở ngay trung tâm xã Xuyên Mộc anh chị ha. Nói chung là cách trung tâm khoảng một cây số thôi, cũng gần anh chị à, thuộc huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Nay Điền có một cái sản phẩm đất vườn anh chị, nói chung là nhà vườn à, nhưng mà nhà thì cũng không có giá trị nhiều, nói chung là cũng xuống cấp rồi đó. Bây giờ chủ mình đang cần bán bất sản mình thì gần 600 mét vuông, bám theo mặt tiền đường này là khoảng 17 mét hơn anh chị, và đang cần bán là 1 tỷ rưỡi đó. Nếu như mà cô chú đang có tài chính mà 1 tỷ rưỡi muốn tìm mua nhà vườn nghỉ dưỡng này kia đó thì nhớ đón xem hết video clip này anh chị nha. Thì trước khi review chi tiết á, Điền sẽ đi ra ngoài đầu đường ha, để Điền nói sơ cái vị trí anh chị. Mô tả sơ vị trí, sau đó Điền sẽ review chi tiết anh chị ha. Đây chị, hiện tại Điền đang có mặt ở ngay đầu đường vào cái bún sẵn của mình anh chị ha. Cái hướng trước mặt Điền quay đây thì mình đi khoảng độ tầm một cây số chưa tới, cũng có thể là chưa tới ha. Mình ra đó thì gặp ngay trung tâm huyện, trung tâm xã Xuyên Mộc anh chị. Ra ngay ngã tư Xuyên Mộc đó anh chị. Thì ra ngoài đó mình giao với lại đường Phước Tân Hội Bài đó, mình đi thông thương với lại được quốc lộ 5 cũng như là mình đi được thành phố Hồ Chí Minh anh chị ha. Ngay trung tâm ngay chỗ ngã tư Xuyên Mộc đó thì mình gặp ngay chợ trường học các cấp và ủy ban nhân dân ha. Nói chung là tiện ích tiện nghi thì đầy đủ anh chị à. Khu vực này khu vực dân cư đông anh chị ha, nhà san sát anh chị thấy nè đó. Còn hướng ngược lại đây mình đi ra được tỉnh lộ 329 anh chị, đi ra khoảng đâu đó là hơn cây chút xíu ha, mình có thể thông ra lại tỉnh lộ 329 ha. 329 thì Điền cũng có nói nhiều rồi. 329 đó là đường huyết mạch thông thương từ trong xã Hòa Hội Hòa Hiệp ha, mình thông ra ngoài trung tâm huyện Xuyên Mộc cũng như là thị trấn Phước Bủ đó. Đường đó thông thương ha. Nói chung là đường xá anh chị thấy là đường nhựa rộng rãi này, dân cư san sát luôn chị ha. Vị trí này mà đi ra trung tâm huyện mình á cũng như thị trấn Phước Bủ thì khoảng đâu đó là 7-8 cây số anh chị ha. Nói chung là cái khoảng cách cũng tương đối là gần anh chị. Và đi biển gần nhất là biển Hồ Tràm, và biển dường như là biển, kể cả biển Hồ Tràm kể cả biển Hồ Cốc luôn. Nói chung là cái khoảng cách nó cũng tương đối là giống nhau gì ha, khoảng đâu đó là 15 cây ha, chưa tới gì đó. Và tương lai mình đi xuống biển sẽ gần hơn khi mà cái đường ở ngoài này nó phóng ha, dự phóng nó, nói chung là đường Phước Tân Hội Bài nó sẽ nối thẳng luôn, nó phóng xuống cái bãi tắm công cộng Bông Trang anh chị ha. Nói chung là tương lai mình sẽ đi xuống khoảng đó là 7-8 cây số thôi là mình xuống được biển rồi đó, nếu mà đường nó phóng xong nha chị nha. Đấy, nãy giờ thì Điền nói cái vị trí đó ha, bây giờ Điền sẽ đi vào đây review review sâu chi tiết bất sản mình ha. Trên mặt tiền đường bất sản của mình thì đường bê tông thôi chị nhưng mà đường rộng anh chị nha, cũng tương đối rộng rãi. Ô tô thì đi thoải mái ô tô né xe máy thôi, nói chung ô tô né nhau thì không được anh chị ha. Đi vào đầu đường, đi vào thì anh chị này thấy nè, nói chung là nhà dân thì san sát đây rồi ha, đông dân cư đông nói chung dân cư đông đúc anh chị. Điền nãy giờ Điền đi phải đi bộ ra ngoài đó Điền quay ha. Nói chung là cách cái đường nhựa vào khoảng vài chục mét thôi, cũng không xa lắm nên là đi bộ vô cũng gần anh chị. Điền nói luôn là cái đường bê tông này, đường bê tông này là đường nhà nước ha, và tới cuối đường là đường cục anh chị. Đường này đường nhà nước nha. Khu dân cư hiện hữu rộng khoảng đó là đường bê tông này rộng khoảng là 4 mét, 3-4 mét gì đó, nói chung là ô tô đi thoải mái rồi. Này nói chung là trời nó cũng âm u anh chị. Điền thì cũng đang được gọi là đang bệnh đang cảm đó mà. Cái giọng nói đợt này cũng hơi yếu anh chị ha. Đây. Điền đã đi tới cái vị trí bất sản mình rồi anh chị. Thì trước khi Điền đi vào review sâu thì Điền sẽ nói sơ cái diện tích ha. Nói chung là cung cấp những cái thông tin cơ bản trước. Đây, bất sản mình thì đang có diện tích là ngang là 17 anh chị. Nè, 17 mét hơn á, cho là 17 đi cho nó tròn trịa. Là bám theo đường bê tông này là 17 mét ha, ranh từ đây đó, sâu vào trong là 30 anh chị ha. Đây
qua bên này. Đó. Nói chung là bất động sản mình thì ở mặt tiền mình thì có rào kiên cố, còn cái những cái ranh bên hông này kia thì đang được gọi là có cái ranh móc thì nói chung tạm bợ thôi. Đó. Qua tới đây là 17 mét ha anh chị. Đó. Nói chung bất sản này mình thì nở hậu anh chị, nở hậu khoảng là gần 25 mét á. À, sâu vào trong là 30 mét á. Đất mình thì vuông vớt nở hậu. Đó. Rồi bây giờ mình đi vào trong anh chị ha. Hai cái cột này thì hai cột cổng nhìn rất là đã luôn chị. Đó. Bây giờ đi vào trong ha. Nói chung nhà thì cũng không có gì anh chị. Nhà thì cũng xuống cấp rồi. Ở thì sửa sang ở đỡ thôi chứ cũng không không có công năng gì nhiều anh chị ha. Nói chung là có phòng ngủ này kia thì có đầy đủ đó. Nhưng mà cũng xuống cấp nhiều rồi ha. Đúng không? Nói chung nhà cũng không có gì để qua nhiều. Đó. Chủ yếu là xung quanh cái diện tích và vị trí này. Đó. À, qua tới đây nè ha, rành đó. Nói chung trên đất thì có một cái nhà nhỏ rồi khoảng hơn chục cây nhãn, chục hai chục gì đó. Nói chung là nhãn này thì cũng biết là không rành là nhãn gì, nhưng mà xung quanh trên đất là trồng nhãn ha. Có nhà và hiện tại là đang có vườn trái cây ha. À, nhãn này thì cũng gọi là đang choai choai. Cũng cho ra trái được rồi anh chị. À. À, tổng bất động sản mình thì đang có diện tích là 590 mấy mét vuông đó, theo nhà nước công nhận đó chị ha. Đó. Cái đường này cỏ khó đi quá, đường đi đường kia ha. À, nói chung là ranh thì bên này thì chỉ là rào B40 thôi. À, rào B40 trụ bê tông là của mình ha. Đó. Còn mình chỉ có là cái rào ở ngoài là kiên cố thôi. Đó. Theo nhà nước công nhận nha là 590 mấy mét vuông đó, để mở cái điện thoại lên. 594,7 mét vuông anh chị ha, theo nhà nước công nhận. À, và đang có sẵn là 50 đất ở thổ cư rồi. Đất mình thì quy hoạch phủ không toàn bộ ha, quy hoạch sạch không vướng bận cái quy hoạch gì hết gì ha. Đó. Là mình có thể lên thêm thổ cư thoải mái do theo cái nhu cầu của mình ha. Nói chung đường bê tông này thì mình lên khoảng đâu đó là 2 triệu một mét vuông. Khoảng cỡ đó. Bây giờ thổ cư càng ngày càng lên đó chị ha. Đó. Và điện sẽ được báo giá luôn ha. Bố xã mình bán toàn bộ luôn, là nói chung là chỉ bán đất thôi chị ha, còn cái nhà thì cũng không có giá trị, nhưng mà bán hết luôn là 1,5 tỷ anh chị. À, cho tổng bất sản là gần 600 mét vuông này, có sẵn 50 thổ cư ha, nở hậu đó. À, tất nhiên là giá này sẽ có thương lượng có bớt, nhưng mà bớt không nhiều anh chị ha, giá này giá cần tiền bán gì đó. Ranh mình thì đây bám theo cái bờ tôn này đó. Bất động sản mình thực tế của nó là hơn 600 mét vuông đó, nhưng mà mình tính theo sổ thôi đó. Đất mình vuông vức ha, ranh theo cái bờ tôn này ha. Đó đây, cái hậu của mình là 24 25 mét đó, 24 mét 6 đó. Ở sau thì cũng có rào B40 đây đó. Ở khúc cuối này thì mình có dư ra khoảng là hơn 20 mét vuông ha đó. Ngay cái nhãn đó đó. À, tại vì mình cỏ quá điện đi cũng không được đó. Qua đó là mình lồi ra, kiểu là mình lồi chữ L ra chút xíu á chị, ở khoảng 20 mét vuông đó. Nói chung là nó chưa chưa nhập vào sổ mình, nhưng mà hiện tại thực tế là mình sử dụng được á chị ha, đất mình xưa giờ rồi nhưng mà chưa nhập vào sổ được thôi. Nói chung mình vẫn sử dụng bình thường, còn mình bán theo cái sổ của gia chủ mình thôi. Nó sổ cũng rất là đẹp á chị, nở hậu. Vị trí thì cũng gần trung tâm, ngay ngay trung tâm xã Xuyên Mộc anh chị. À, đi ra cũng gần chợ đò trường học các cấp, đi cũng gần, tiện ích tiện nghi thì cũng có đầy đủ anh chị. Khu vực này thì điện nước máy là có rồi anh chị ha, đã sử dụng nước máy rồi. À, nước máy thì hộp nước máy này nằm ngoài này ha. Với cái diện tích này thì là một cái nhà vườn nho nhỏ quá tuyệt vời luôn chị ha, nghỉ dưỡng, và cái giá bán cũng là cái giá rất là tốt luôn. À, để cho cô chú mình mua đầu tư nghỉ dưỡng hoặc là để lâu dài vậy ha. Đó. Khu dân cư bức xã mình đang có hướng là hướng Tây vậy ha. À, có cả mái che này kia đầy đủ. Rồi cô chú nào mà quan tâm bất sản này liên hệ điện nha. Với số điện thoại là 0788668834. Thì chỉ nữa mình sẽ gặp trực tiếp chủ để thương lượng thêm cái phần giá gì ha. Cảm ơn cô chú vị đã quan tâm ha.
và theo dõi kênh của Điền. Cô chú anh chị nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ Điền và để được đón xem những video clip mới nhất của Điền ha. Xin chào và hẹn gặp lại. At the desert, at the desert.